Ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 năm 2020, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục gia tăng đàn áp. Năm 2020 là năm chứng kiến nhiều vụ bắt giữ và những án tù nặng nề dành cho những nhà hoạt động, những nhà báo độc lập, những blogger hay facebooker dám đưa lên mạng những ý kiến trái chiều với chế độ. Theo thống kê của người bảo vệ nhân quyền, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, chính quyền Việt Nam đã bắt giam ít nhất 258 tù nhân lương tâm trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ khác. Họ trở thành những tù nhân lương tâm trong lúc cuộc sống của gia đình vợ con thì trở nên bất an, căng thẳng, âu lo. Năm 2020, chính quyền Việt Nam đàn áp mạnh mẽ hội nhà báo độc lập Việt Nam. Trường hợp đầu tiên là tiến sĩ Phạm Chí Dũng Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị bắt ngày 21 tháng 11 năm 2019 với cáo buộc làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Từ đó đến nay, ông chưa được gặp gia đình và chỉ mới gặp luật sư trong tháng 11 dưới sự giám sát của công an. Ngày 23 tháng 5 năm 2020, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập blogger Nguyễn Tuần Thụy bị bắt tại Tư Gia ở Hà Nội. Một tháng sau đó, đến lượt biên tập viên thứ ba của Thời báo Việt Nam, tiếng nói của Hội Nhà báo độc lập là nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn cũng bị bắt trong cùng vụ án với nhà báo Phạm Chí Dũng. Vợ blogger Nguyễn Tuần Thụy, bà Phạm Thị Lân, cho biết ông bị di lý về nhà giam số 4 Phạm Đăng Lưu, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy việc điều tra đã kết thúc nhưng gia đình vẫn chưa được gặp ông Thụy vì lý do dịch Covid-19. Còn luật sư thì đã được gặp ông Thụy hai lần. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra cáo trạng truy tố ba nhà lãnh đạo Hội Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Minh Tuấn về tội làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là quyết định theo khoảng 2, điều 117 Bộ Luật Hình Sự, gọi là phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với mức án từ 10 đến 20 năm tù giam. Năm 2020 cũng là năm mà vụ án đồng tâm gây chấn động dư luận trong ngoài sau khi khoảng 3.000 công an cảnh sát tấn công xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội vào rạng sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2020, giết chết cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân, đồng thời bắt giữ 29 người khác với cáo buộc giết người và chống người thi hành công vụ. Đây là vụ án mà tòa án nhân dân Hà Nội ngày 14 tháng 9 năm 2020 phán quyết hai án tử hình trong số 29 người bị bắt giữ. Bên cạnh một số án lệnh tù chung thân và từ 10 đến 16 năm tù giam. Vụ tấn công vào đồng tâm xảy ra khi những tranh chấp về đất đai giữa người dân và chính quyền Hà Nội chưa được giải quyết vụ án đã bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế Mỹ và EU chỉ trích vì thiếu minh bạch. Tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới Human Rights Watch gọi các bản án của phiên tòa xét xử những người dân đồng tâm là các án bỏ túi. Ngày 24 tháng 6 năm 2020, một số người thường đưa tin về vụ đồng tâm bất ngờ bị bắt giữ, trong đó có ba dân quan dương nội là bà Cấn Thị Theo cùng hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. Chị Đỗ Thị Thu, vợ nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cho biết, cuộc sống của gia đình bị xáo trộn khủng khiếp sau khi ba người trong gia đình bị bắt cùng lúc. Cho đến nay, gia đình chỉ được gửi quần áo và tiền vào cho người thân trong tù. Về phần nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Tư, gia đình cho biết anh đã có lần tuyệt thực 20 ngày trong trại giam Hòa Bình. Sự kiện kế tiếp gây chấn động dư luận là vụ bắt giữ nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, một nhà báo nổi tiếng với nhiều cuốn sách về chính trị Việt Nam, bị chính quyền cấm cản. Cô bị cáo buộc tội, tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Vụ bắt giữ xảy ra hôm 6 tháng 10, chỉ vài tiếng sau khi vòng đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ 2020 kết thúc. Cô hiện đang bị giam ở tại trạm giam số 1, Hỏa Lò, Hà Nội. Đây là lần thứ hai Phạm Đoan Trang bị bắt, năm 2009 cô cũng đã từng bị an ninh đánh đập, tra tấn đánh mang thương tật ở tay và chân. Hôm 26 tháng 11 năm 2020, Anh và Canada lên tiếng với phía Việt Nam về trường hợp các nhà báo độc lập, trong đó có Phạm Văn Trang, bị bắt giữ nhằm hạn chế tự do ngôn luận trong nước. Trước vụ bắt giữ cô Phạm Đoan Trang, một nhà báo, nhà văn bất đồng chính kiến Phạm Thành, tên thật là Phạm Chí Thành, bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2020, đây là tác giả một số đầu sách chỉ trích trực tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội danh mà ông Phạm Thành bị cáo buộc cũng là làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Việt Nam. Đến ngày 21 tháng 11, ông Phạm Thành bị chuyển từ quả lò về diện pháp y tâm thần ở Thường Tính. Bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ nhà báo Phạm Thành lên tiếng cầu cứu cho chồng bà trên mạng. Bà khẳng định chồng mình không có biểu hiện gì về bệnh tâm thần, bà lo lắng cho sức khỏe cũng như tinh thần của chồng sẽ bị tổn hại. Anh mở quý, con của một sư y đích ở Đắc Đoa, Gia Lai, người đang thụ án 12 năm tù ở trại giam An Phước, Bình Dương, khẳng định không có chuyện tôn trọng nhân quyền đối với tù nhân lương tâm, nhất là với các tù nhân thuộc dân tộc thiểu số. Anh cho biết, bố anh bị bắt năm 2013 với tội danh chống phá nhà nước chỉ vì bố anh không chịu ký giấy bỏ đạo theo yêu cầu của cán bộ địa phương. Sau khi bố anh bị bắt, cán bộ trên xã, huyện vẫn liên tục đi tới nhà theo dõi, triệu tập anh nhiều lần, dọa đánh đập và dọa giết để bắt anh phải bỏ đạo. Trong tù, bố anh bị cán bộ đánh đập, rụng hết răng, sức khỏe yếu, gia đình bị rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và việc thăm nuôi bố anh. Trao đổi với đài EFA, ông Finn Robertson, Phó Giám đốc Phân bang Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch nhận xét, trong năm 2020, quyền con người ở Việt Nam chẳng những không được thăng tiến mà còn trở nên tồi tệ hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu trao đảo và dịch bệnh COVID-19 hoành hành khắp nơi, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia Đông Nam Á có hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất, có số tù chính trị cao hơn bất cứ nước nào khác. Dù đã ký kết những công ước quốc tế về dân sự và chính trị, nhưng bao lâu nay nhà cầm quyền cộng sản việt nam cố tình không tôn trọng và không thực hiện nhà cầm quyền vẫn áp dụng luật lệ mơ hồ để đàn áp bằng những án tù nặng nề đối với những người muốn thực hiện quyền dân sự và quyền chính trị cơ bản của con người như tự do ngôn luận tự do biểu đạt quyền lập hội và quyền tụ tập